chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mc đình duy ngày hôm nay chúng ta cùng với đình duy đến với một ghi chép rất đặc sắc của tác giả trần thủ văn về một địa danh mà nếu như các cô chú các anh chị mà ở sài gòn thì không xa lạ gì đó là địa danh cây gia xà một nơi mà đã được nhiều người gọi là xóm phù dung còn phù dung và à phù dung là gì thì chắc chắn quý vị khán thính giả cũng không còn xa lạ nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe chuyện. Đánh thức nàng tiên dậy. Ngày 24 tháng 5 năm 1984 và thời điểm những chiếc xe ngựa gõ lộc cộc lộc cộc trên đường Bà Hom đưa hàng hóa từ Đức Hòa về thành phố, thì khu vực cây ra xà bỗng bừng dậy bởi một hiện tượng khác thường. Các trinh sát đội 4 phòng cảnh sát hình sự, công an huyện Bình Chánh và cán bộ trường giáo dục lao động công nông nghiệp Bình Triệu phối hợp mở cuộc kiểm tra hành tránh khô lãnh địa này. Sau đó, các tổ công tác bắt giữ nhiều chủ chứa trích xỉ khe và khá đông kẻ nghiện ngập. Những người sống lâu năm ở khu vực này hiểu ngay đây không phải là cuộc kiểm tra chấp nhoáng vì họ đã từng chứng kiến không ít những cuộc kiểm tra như vậy. Mà lần đầu tiên trong cuộc đời, họ mới nhìn thấy hàng loạt chủ chứa đầu sỏ của khu cây gia xà được đưa ra khỏi lãnh địa của chúng. Có người bảo sau một giấc ngủ quá dài, nàng tiên cây ra xà mới được đánh thức. Những ngày tiếp theo, khi các vị tiên của cây ra xà còn chưa vơi nỗi bàng hoàng, thì dạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 1984, họ lại bị các tổ công tác đến đánh thức lần thứ hai. Hàng chục chủ chứa và khá đông kẻ nghiện ngập lại bị bắt quả tang đang phạm pháp. Tổng cộng hai đợt, các tổ công tác đã bắt 31 chủ chứa kinh doanh thuốc viện có cỡ 99 người nghiện ngập có thành tích bất hảo. Tăng vật thu được gồm 6 bản đèn trên 5 lít thuốc viện nước, 2,5 kg thuốc viện khô, 200 hũ và lium, gần 500 bộ kim tiêm, ống chích, trên 30.000 đồng và nhiều loại hung khí như dao, mã tấu, vân vân. Đặc biệt, tại nhà vòng S, ấp 4, xã Bình Trị Đông, khi tiến hành kiểm tra, tổ công tác không khỏi nhức đầu. Trong nhà, chỗ nào cũng có chai, lọ, nồi, kim tiêm, ống chích, hũ đựng xì ke, có cả các loại thuốc kích thích như là morphine, valium, seducen, pipolfen, imenoctan. Ngoài ra, khi xem xét dưới gầm giường, tổ công tác còn lôi ra được một bao tiền, chỉ gồm những đồng tiền kẽm và giấy 50 xu, một đồng được vò thành từng cục hoặc nhăn nhíu. Hỏi si thú nhận đó là tiền bán xì ke và chưa đếm vì thấy nó lại tệ. Sau khi ngồi đếm muốn ná thở, tổ công tác ghi được 18.956 đồng. Những đồng tiền lẻ tẻ này giúp cho tổ công tác hiểu thêm rằng, khi đến cơn, kẻ ghiên đã tìm mọi cách gom từng đồng bạc để mua thuốc. Sự bần cùng, rách nát của nhiều kẻ ghiên còn được chứng minh. Khi trong nhà vòng S có 18 cái hộp quẹt ga bằng nhựa, 3 đồng hồ đeo tay cổ lỗ sĩ, 3 xe đạp cũ dích, một số giấy chứng minh nhân dân do kẻ ghiên cầm lại. Trong lúc các đồng chí ở đội 4 phòng cảnh sát hình sự còn giải quyết nhiều công việc có liên quan đến cây da xà, Chúng tôi đến khám chí hòa hỏi thăm một số nhân vật của khu lãnh địa vừa được đưa vào đây. Người đầu tiên chúng tôi gặp là một cô gái 28 tuổi, cao, to, nước da trắng, tóc uốn xù, tên Nguyễn Thị Tê. Cô bị bắt ngày 4 tháng 6 năm 84 về tội chứa trích xì ke. Trước đó ngày 24 tháng 5 năm 84, chồng cô tên là Vòng Ư, 61 tuổi, cũng đã được đưa vào trường giáo dục lao động công nông nghiệp Bình Triệu về tội hút áp viện và chứa trích xì ke. Động tiên của vợ chồng cô là một trong những động sừng sỏ ở khu cây da xà, cô bắt đầu câu chuyện với chúng tôi bằng tiểu sử cuộc đời tôi không biết cha mẹ ruột ở với cha mẹ nuôi từ nhỏ cho đến ngày ông bái xuất cảng sang pháp vào năm 70 sau bao ngày ra đời lăn nóc với vòng quay của xã hội làm đủ thứ nghề kể cả ca phê tôi gặp vòng ư vào năm 1979 ư đã già có gia đình nhưng tôi chấp nhận làm vợ thứ tư của ông ta vì nghĩ ông ta có tiền sẽ bảo bọc được cuộc sống cho tôi sau khi về ở với ông, tôi mới biết tiền do ông tạo ra là từ nghề bán xì ke và bản thân ông là một kẻ ghiền nặng. Hỏi ư một ngày hút bao nhiêu? Tê cho biết, từ 4 đến 6 cặp, mỗi cặp là hai viên, mỗi viên nhỏ bằng đầu đũa. Chỉ tính 4 cặp thôi, mỗi ngày vòng ư đất phà thanh gói gần 600 đồng. Nhưng thuốc hút xong, ư cạo sái đem nấu lại, bán cho dân trích nên cũng gỡ được vốn. Hôm bị khám xét ngoài số thuốc viện nước, Nhà tê còn có hai bàn đèn và hai lượng thuốc viện khô. Lượng tính theo cân vàng, mà mỗi lượng sẽ vò ra được 200 cặp. Như thế đủ biết số lời thu vào bao nhiêu, trong khi mỗi lượng ra vốn tê khai, mua một 000 đồng. Tê than thở, mà dù có tiền nhưng vợ chồng thường gây gỗ. Vòng ư là con sâu rượu và sống rất buồn xìn với vợ con. Tiền bán thuốc được bao nhiêu, ư ừ, ôm giữ hết. Khi cần tê phải ăn cắp nên vợ chồng cứ thủ thế với nhau. Tôi hỏi, chị trách than hoàn cảnh của chị, nhưng có lúc nào chị nghĩ đến hoàn cảnh của những gia đình có người nhà đến trích hút xì ke của chị không? Tê cúi đầu im lặng, những giọt nước mắt cá sấu của mộ chủ chứa từng có tiền án về tội lương gạt, chợt tan biến để lộ gương mặt trân tráo sượng sùng. Bị bắt cùng ngày với tê có Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1952, cùng cư ngụ ấp 4, xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh. Hát là mụ chùa chứa nổi tiếng chùa ngoa đánh đá ở cây ra trà trong mộ Châu Diêu Quy, tức AT, là một trong những tên làm ăn lớn nhất vùng, nhưng hắn đã may mắn trốn thoát hai cuộc kiểm tra vừa qua. Hỏi về cách pha chế xỉ kê, hát cho ví dụ, lấy 5 chỉ thuốc khô, đổ 5 đồng rượu vào, nấu chảy ra, sau đó đổ một xị nước bô, đun sôi, sẽ lọc ra được 100cc xỉ kê nước, có nghĩa mỗi chỉ thuốc viện khô sẽ cho ra 20cc thuốc viện nước. Mỗi cc dân ghiền còn gọi là mắt, bán từ 10 đồng đến 15 đồng. Mỗi ngày chị bán được bao nhiêu cc? Chúng tôi hỏi. Khoảng 100 mắt. Hát đáp. Chị nói thật hay đùa? Dạ vô đây rồi, ai ấm dỡn anh hai? Nhờ giáp mặt mà chúng tôi càng hiểu thêm sự xào trá của mụ. Theo tài liệu của đội 4, mỗi ngày vợ chồng hát nhận của tên Lâm Quốc Quy từ UK đến 2000 000 cc, bán được 20.000 đồng. Chỉ ở mức thu nhập cỡ này, Vợ chồng mụ mình liều lĩnh, dấn thân vào tội ác, bất chấp ba lần đã được chính quyền địa phương gọi đến, giáo dục, cảnh cáo. Lý Yun L, quê quán ở Móng Cái, Quảng Ninh, di cư vào Nam năm 1954, là một mụ mộ chủ chứa xét về mặt quy mô làm ăn và trình độ gian xảo cũng không thua kém gì Nguyễn Thị Hát. L còn có mặt hơn Hát là đằng khác. Ngày 25 tháng 2 năm 82 thì đã bị công an huyện Bình Chánh bắt quả tang đang hành nghề. Sau 2 tháng tạm giam, En bị tòa án xử phạt 12 tháng tù treo và 24 tháng thử thách. Nhưng hơi hám của đồng tiền đã kích thích L xé rào pháp luật, tiếp tục dấn thân vào đường tội lỗi. Trước mặt chúng tôi, L thừa nhận cái nghề của thì là vô đạo đức, thúc đẩy biết bao thanh niên vào con đường đen tối, gây tác hại đến tình hình trật tự trị an xã hội, làm đồ vỡ, gây đau khổ biết bao nhiêu gia đình. Biết sao chị vẫn làm, Chúng tôi hỏi vặn, em là ngập ngừng. Còn nghề nào kiếm được khá tiền nữa đâu anh? Người thứ tư chúng tôi gặp là Sì Vĩnh P, sinh năm 1959, cơ ngủ ở 4, Bình Trị Đông, dân tộc Nùng. P ở địa chỉ này với con, còn cha mẹ và anh em ruột thì ở gần đấy. Thường ở cây ra xà, bọn chủ chứa chỉ bán thuốc độc, chứ không làm bạn với thuốc độc. Có lẽ gia đình P cũng như vòng U là số rất ít những hộ vừa bán, lại vừa tiêu thụ. Cha P tên là Sì Nam Hát, cũng bị bắt cùng với ngày là mùng 4 tháng 6 năm 84, nhưng được đưa vào trường giáo dục công nông nghiệp Bình Triệu để cai nghiện. Mẹ và ba đứa em gái ruột của B đều pha chế và trích xì ke. Riêng P thì do ảnh hưởng chuyện làm ăn của gia đình nên tôi nghiện hút từ năm 1981. Mỗi ngày tôi hút ba cữ, mỗi cữ một cặp. Tiền sửa xe được bao nhiêu tôi đều để hút, vì không có thuốc thì tôi không làm gì được. Vào đây không có thuốc anh thấy sao? Chúng tôi hỏi, ngày vật vã, tối ho từng cơn, ngủ không được, Mấy ngày nằm khám, có dịp suy nghĩ lại cuộc đời, tôi mới thấy mình dạy. Nghe P nói có vẻ tình cảm, chúng tôi hỏi thêm P. P cho biết, anh ta và những chủ trứ ở cây da xà không ngờ lại có ngày này. Ngày mà suốt 30 năm qua chưa bao giờ đến với khu lãnh địa. Kể từ khi vùng đất này phát sinh những tệ nạn. Dù năm tháng trôi đi, nhưng trên mảnh đất này, ngày hôm qua và ngày hôm nay vẫn không có gì đổi khác. Có khác chăng là chỉ thời gian trôi đi Mấy câu thơ không biết do ai sáng tác, nhưng P nói những tay chủ chữ ở cây gia xà rất khoái. Mỗi khi vào bàn rượu, lúc men đã ngấm vào người, họ thường đọc cho nhau nghe, rồi cười đắc thắng. Họ vững tin chuyện làm ăn của họ sẽ trường thọ theo thời gian. Nhưng hai đợt truy quét vào những ngày cuối mùa hạ năm 1984 đã làm nụ cười của họ héo hắt. Truyền thuyết về cây gia xà ngày xưa trên đường bà hom từ thành phố đi đức hòa đến xã bình trị đông trong cảnh đồng nước mênh mông người ta dễ dàng nhìn thấy một cây đa to lớn tán lá xum xuê dễ nhánh xà đến mặt đất thấy cây đa có vẻ linh thiêng bà con địa phương xây bên cạnh một cái đình để thờ cúng và đặt tên là đình ông trong quan hệ hàng ngày như để cho dễ nhớ nhiều người đã gọi vùng đất đó là cây gia sản Thời ấy cũng như bao vùng quê khác, cuộc sống ở vùng ven này cũng hiền hòa với cảnh ruộng đồng và những câu chuyện trữ tình về cây đa, bến nước, sân đình. Năm 1954, sau khi Pháp thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Vò Nga Sáng, viên đại tá chỉ huy đám lính người nùng ở vùng Móng Cái, Quảng Ninh, dẫn toàn bộ đám lính của hắn kéo theo một số đồng bào chạy vào Nam. Đến Sài Gòn, đám lính nùng chia ra ở từng cụm trong các trại tị nạn. Khi Ngô Đình Diệm cầm quyền, chính quyền Sài Gòn đã xây nên một khu nhà ở xã Bình Trị Đông cho một bộ phận người nồng và đặt tên là khu tự do. Vốn giỏi nghề kinh doanh và đọc sách của Hồng Kông Ma Cao, những trung tâm tứ đổ tường nổi tiếng trên thế giới. Với an cư, số người đồng ở Bình Trị Đông liền tổ chức kinh doanh Á Việt, mờ sông bạc và lầu xanh. Lúc đầu, có khoảng 10 hộ làm những nghề này do 10 em cầm đầu, nhưng sau đó thấy nghề dễ hút bạc, nhiều hộ nông còn lại và một số dân sống quanh vùng liền bỏ các nghề khác đua nhau mở động. Đặc biệt vào năm 1969, với âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam lâu dài, Mỹ đưa ra một chương trình gọi là khẩn hoang lập ấp và cho giúp một lực lượng lớn số người nông ở Tùng Nghĩa Long Khánh đưa ra cắm ở Côn Đảo và Phú Quốc, làm vành đai chiến lược bảo vệ vùng sung yếu của chúng. Nhưng khi họ vào đến Sài Gòn, một phần do vòng át sáng ăn bớt tiền sử dụng cho kế hoạch này, một phần do thấy ở Sài Gòn dễ làm ăn, nên số người lùng này ở lì luôn làm kế hoạch của Mỹ phải đổ vỡ. Trong số đó có một bộ phận lại trải về cây ra xà. Từ đó cái địa điểm ở phía tây thành phố này dần được đô thị hóa. Cũng từ đó nhiều người lương thiện trở thành dân nghiện ngập, tay dao, tay búa hoặc gánh lẩu xanh. Cái tên cây ra xà hiền hòa cũng trở thành văn vẹt với bao tên trùm mà trước hết không thể không nói đến bài diệm. Bài diệm tên thật là Ngô Thiện Niệm, Sinh năm 1930, dân tộc Kinh, quê quán Cần Đức, Long An. Năm 24 tuổi, bài diệm lên Sài Gòn làm nghề bán thịt heo ở chợ lớn mới và lấy vợ. Sau khi có một con, bài diệm thôi vợ. Năm 1966, bài diệm tìm được miếng đất trống ở khu cây ra xà, dựng lên một căn nhà lá và làm nghề đánh xe ngựa. Hai năm sau, bài diệm lấy vợ khác và cho vợ bán thịt heo. Lúc bấy giờ? thấy những tay người nùng như là mạnh S, A, T làm ăn phát đạt với nghề cờ bạc hút trích. Nghĩ lại cuộc sống hãy còn nghèo của mình, bài Diệm ước ao. Diệm đến gặp AT xin làm tay chân biên đề cho T để ăn tiền cỏ. Chẳng bao lâu học được kinh nghiệm của những tay đi trước và sẵn có ít vốn trong tay, bài Diệm bỏ nghề đánh xe ngựa, xoay qua làm huyện đề. Đời dạy đời, người dạy người. Bằng những thủ đoạn gian hoa, phút chốc bài Diệm trở thành tay giàu có nhất vùng lấn lứt luôn cả số người nồng cùng nghề đi trước từ một căn nhà lá bảy diệm dựng lên một dãy lầu ba căn đồ sộ ngay trên lãnh địa cây ra xà hàng ngày tại dãy nhà này bảy diệm tổ chức sổ số đề trước cờ bạc bảy diệm còn có một chuồng ngựa dùng để đua độ vào những chiều thứ bảy và chủ nhật tại trường đua phú thọ dân chơi cá ngựa ở sài gòn đều biết hết đồ nào có bảy diệm nhúng tay vào là độ đó ngựa về ngược để bảo vệ cơ ngơi và chuyện làm ăn của mình bảy diệm nuôi rất đông thủ hạ y thế của diệm bọn dưới tay lúc nào cũng hung hãn dữ tợn Ai đi qua nhà Diệm ngó vào nhà ông ta, không có lý do, thì đắm tay chân sẽ bước ra gây sự, thậm chí hành hung. Nhiều người ở gần nhà Bảy Diệm còn nhớ, có lần một phụ nữ có mang đi ngang qua nhà Bảy Diệm, bị ngựa ông ta đá chết. Biết thế của Bảy Diệm, người chồng chỉ xin tiền về làm ma chay cho vợ. Bảy Diệm chẳng những không cho, còn sai bộ hạ ra đánh người chồng và lên dạo như quan tri huyện. Đi vô ý vô tứ, chết dáng chịu. Dân trong vùng rất sợ bài diệm và ví hắn như những tay trùm mafia ở Ý, ở Mỹ, trước sự lộng hành của bài diệm. Và những tay người nùng ở cây gia xà. Cảnh sát an ninh Sài Gòn cũng có mở những cuộc hành quân càn quét. Nhưng họ làm gì được? Khi mỗi chiều sau những cuộc vơ vét, những tay trùm ở khu cây gia xà mặc vét sông, lái xe huy kỳ đi ăn nhậu nhảy nhót mút mùa lệ thủy với những xếp lớn của họ. Sau ngày giải phóng, chính quyền cách mạng bằng sự kiên nhẫn giáo dục và kiên quyết cải tạo đã đưa khu cây gia xà trở về với cái tên hiền hòa của nó. Ấp 4, xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh, nhưng chỉ một thời gian, trong khi bốn nấp còn lại của xã Bình Trị Đông đang ra sức xây dựng phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, bà con chất chiêu đùm bọc để xây dựng cuộc sống mới, thì tệ nạn ở ấp 4 lại trỗi dậy. Mặc dù những tay sừng sỏ như bảy diệm mười mờ đã cuốn gói rời khỏi lãnh địa, những kinh nghiệm của họ đã được những đàn em như Lâm Quốc Quy, Châu Diêu Quy, Vòng S, Viên T, Diệp Vĩnh C, Diệp Vĩnh L tiếp thu kỹ lưỡng và cấu kết lại làm chủ khu tự do. Không chỉ do bản chất chây lười lao động muốn ngồi mát ăn bất bằng, mà nhiều kẻ trong số họ còn ao ước như 10M. Theo lời bà con địa phương, sau ngày giải phóng, 10M ôm vàng sang Mỹ và lập tại bang California một khu giải trí y hệt như hắn đã làm tại khu cây ra xả. Có thể nói, sau năm 1975, về mặt nào đó hoạt động của những chủ chứa ở cây gia xà gặp nhiều hạn chế, nhưng có mặt họ được thêm thuận lợi vì nhiều ổ xì ke, cờ bạc lớn trong thành phố, lần lượt bị chính quyền phá vỡ. Họ đã bớt sự cạnh tranh, lại có thêm thân chủ mới. Mãi gần đây, số thân chủ của các ổ xì ke ở ấp cây bàng, xã Thủ Thiêm, huyện Thủ Đức còn lục đục kéo về cây gia xà. Thật thế, phải là dân chính cống ở ngay khu vực cây gia xà mới thấy được cảnh làm ăn phát đạt của các chủ chứa. Chú Tư chạy xe lam nói với chúng tôi. Bốn năm giờ sáng đẩy xe ra là tôi thấy tụi ghiền đã có mặt lên ở đường An Dương Vương, một con đường nhỏ nằm trong khu vực cây ra xà, và bà hom rồi. Thấy tụi nó mà phát sợ, đưa nào đưa đấy như thầy mà chết trôi. Nhiều lúc tôi cũng ớn ra gà vì sợ đứa nào nó túng tiền đến hỏi thăm sức khỏe mình. Chị bày bán hàng bông ở chợ cây ra xà thì lắc đầu. Có đám không biết nhà cửa ở đâu, lại lấy cái chợ làm nơi ăn ngủ. Ban ngày không biết tụi nó làm gì chiêu lại mò về nằm lăn trên mấy cái sạp trong chợ khuya dậy trích rồi lại đi có đứa trai mặt đến độ đuổi cũng không chịu đi có đứa trời chưa sáng đã vác chiếu đến nằm ngoài lộ để chờ chủ chứa mở cửa chị bày cho biết thêm chợ cây ra xà còn là nơi bọn nghiền tiêu thụ đồ đạc trước khi vào động chúng bán đủ thứ từ nồi niêu xoang chảo đến gà vịt chó mèo hay dép nón hộp quẹt quần áo thùng đựng rác cũ nghĩa là thứ gì có tiền là chúng đều bán thậm chí có món chúng chỉ cần đủ tiền để trích một mũi thuốc Lẽ dĩ nhiên trong các món hàng của chúng không ít món chúng cua được của thiên hạ. Vào giờ cao điểm khoảng 5 đến 7 giờ sáng, bọn hiền kéo đến khu cây ra xà trung bình mỗi ngày từ 200 đến 300 người. Đó là chưa kể đến số lẻ tẻ suốt ngày. Chúng đến không phải chỉ đi bộ, nhiều người ở tận gò vấp thì nghe còn thuê xích lô xe lam trở đến. Có lúc xe đậu trên đường bà ho man dương vương đông như người ta đi chùa cúng lễ. Bọn chủ chứa thường âu yếm dân hiền bằng mấy câu thơ. Hãy quên đi dị vãng, đừng nghĩ đến tương lai, hiện tại, hãy đến với nàng, chỉ một phút thôi sẽ bắt gặp thiên đàng. Bởi vì đã đến với nàng, đã bắt gặp thiên đàng mà đám tiên ghiền đã trở thành nguồn cung cấp tiền bạc dồi dào cho bọn chủ chứa. Bị bọn chủ đã văng ra cửa mà không dám phản ứng khi không đủ tiền mua một mũi thuốc giải tòa cơn ghiền. Cây ra xà, chuyện truyền thuyết, nếu kể nữa thì cũng còn nhiều. Những mặt trái ngược nhiều người nghĩ khu cây ra giả thuộc quận 6, trên thực tế phường 7 quận 6 có một phần đất thuộc khu phố 4, giáp danh với ấp 4 xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh. Giữa hai nơi này cách nhau một con đường nhỏ trải đá rộng chưa đầy 10 mét mang tên An Dương Vương. Ở nơi tranh tối tranh sáng như vậy, nên trong thời gian qua, phường 7 quận 6 bị ảnh hưởng không ít các tệ nạn diễn ra ở khu cây ra giả. Tiêu biểu trao đối làm ăn theo trường phái cây ra giả trên đất phường 7 quận 6 phải kể đến tay tự X Tự X, tên thật là Trần Văn X, sinh năm 1934, cư ngụ trên đường Bà Hom. Trước ngày giải phóng, nói đến tự X, dân chơi ở khu cây ra xà luôn tỏ ra kính nể. X không có tiền của dồi dào như mười mờ, không có uy thế lừng lẫy như bảy diệm. Nhưng chuyện gì, X cũng dám làm. Kể cả cùng đàn em trận đánh một toán cảnh sát đang đi tuần tiễu hoặc lấy huyết một kẻ nào đó đã được ngã giá vài ngàn đồng. Cái tướng ốm, đen, rong dòng, dòng cao của X càng sạc sụa mùi du đãng khi bà con trong vùng đặt cho hắn biệt danh là đao phủ. Bài diệm thường khen tính cách hào hớn của X, coi X như một số đồ đệ trung thành. Nhưng phũ phàng thay cho những kẻ chơi luật giang hồ. Ngày X ôm gói đi ngồi tù côn đảo, bài diệm lại không nhỏ được cho hắn một giọt lệ từ biệt. Sau ngày giải phóng, tự X được tha, về nhà hắn tiếp tục nghề bào chế áp Việt, bán cho các động trích. Tháng 9 năm 1976, Tư X bị bắt đi học tập cải tạo đến tháng 10 năm 82. Về được mấy tháng, Tư X giải bào chạy áo viện. Tháng 4 năm 83, Tư X lại về ôm gói đi học tập cải tạo. Không chỉ riêng Tự X, cả nhà hắn, vợ và năm đứa con đều phạm pháp. Ngoài nghề bán trích xì ke, hộ Tư X còn chứa gái mại dâm. Ngay đứa con gái của hắn cũng là trà hoa nữ. Chuyện làm ăn của gia đình Tự X cũng như một số tay bất lương khác trên địa bàn phường 7 quận 6 luôn gặp trở ngại không chỉ vì chính quyền ở đây cương quyết mà còn do sự đấu tranh không quan nhượng của bà con quanh vùng. Bà Trần Thị Đê là người tiêu biểu cho ý thức ấy mà có lẽ tự x không bao giờ quên. 74 tuổi đời, bà Năm Đê đã sống trên vùng đất này đúng nửa thế kỷ. Sau ngày giải phóng với nhiệm vụ tổ phó an ninh rồi tổ trưởng dân phố, cùng với nhiều người bà Năm đã tích cực bước vào cuộc đấu tranh quyết liệt với những di hại do khu cây ra giả gây ra. Công an phường 7 quận 6 đã ghi nhận ít ra 70 nguồn tin về hoạt động của bọn tội phạm do bà Năm cung cấp và có lần còn nhận được tên trộm rất chính bà bắt trói đưa đến. Ở sắt vách nhà tên tự X, bà Năm trở thành một cái gai nhưng không bao giờ tự X nhổ được. Bà Năm nói với tôi, trước giải phóng, nó muốn làm gì thì làm. Giải phóng rồi, chẳng lẽ lại để như vậy. Nhiều lần tôi đến khuyên vợ chồng nó nên kiếm nghề lương thiện mà sống, nhưng nó chẳng nghe, không nghe thì tôi đi báo chính quyền chỉ trừ thời gian tự x đi học tập cải tạo còn lúc hắn có mặt ở nhà làm điều phi pháp bà nam đều tấn công hắn vừa nhột lại vừa tức nhiều lần tự x phải dùng thủ đoạn mua chuộc lẫn buông lời đe dọa nhưng bà nam nói tôi đầu ngán nó qua cáp nó mang biếu không bao giờ tôi nhận tiền đó do nấu gì kem mà có giờ lắm tôi nói nó không nghe nên nó phải đi học cải tạo mấy lần chừng nào vùng đất này không còn những đứa như nó tôi mới nghỉ làm tổ phó an ninh Đồng chí Võ Tân Minh, Bí thư Chi Bộ và Nguyễn Văn hoa Phó Công an Phường 7 quận 6 đều tỏ ra hãnh diện với những người dân trong phường có ý thức như mà 5D. Đồng chí Võ tấn Mạnh cho chúng tôi biết. Cây gốc tề nạn ở khu cây ra xà là thuộc ấp 4 Bình Trị Đông, còn mấy chúng tôi chỉ là cây ngọn. Nhưng nếu không thường xuyên chặt cành lá thì cây ngọn nó cũng sẽ phát triển. Vì vậy liên tục nhiều năm qua, ngoài việc thường xuyên tổ chức học tập, phát động phong trào quần chúng đấu tranh trong các tề nạn, chúng tôi còn chủ động phối hợp với đội hình sự quận và nhiều lần đề nghị huyện Bình Chánh phối hợp truy quét đối tượng ở khu vực cây gia xà. Gần đây nhất, khu phố 4 còn đưa 5 đối tượng tệ nạn xã hội ra kiểm điểm dân đe trước tổ dân phố. Do đó có thể nói, từ ngày tay tự X đi học tập cải tạo lần thứ 2 tháng 4 năm 83, trên phần đất phường 7 quận 6 hoàn toàn không còn một chủ chứa. Trong khi các tệ nạn xã hội bên phường 7 quận 6 ngày càng bị chặn đứng thì ở ấp 4 xã Bình Trị Đông, những bi kịch xã hội vẫn cứ tiếp diễn, gây nên lắm cảnh đau lòng. Có lần, một bà ở vùng Phú Thọ đến khu cây ra già tìm con. Thấy bà ta buồn giàu, người xung quanh hỏi, bà ta thổ độ. Tôi có thằng con trai. Bữa nọ, nó bảo tôi bán nhà về Mỹ Tho ở với người cậu. Còn tiền nó sẽ lấy đi mua một chiếc xích lô đạp kiếm ăn. Mỗi tháng nó sẽ gửi tiền về nuôi tôi. Nhưng ở dưới quê chờ hoài không thấy tiền nông cũng như tin tức gì của nó. Suốt ruột tôi lên chỗ ở cũ tìm thì bà con nói nó vô trong này trích xì ke và đánh bài. Được một lúc gặp đứa con trai từ trong hẻm đi ra, bà già hỏi thì anh đáp, đánh tài xỉu thua, bán xe mất rồi. Bà già khóc tức tuổi rồi bỏ mặc thằng con đón xe trở về quê. Lại có người chồng lúc vợ xanh nở chẳng những không lo còn ăn cắp tiền của vợ đi trích xỉ ke. Đầy tháng vợ ấm con cùng mẹ chồng đến khu tự do kiếm, gặp chồng vợ khóc khuyên về đi cai nghiện và sẽ lo vốn liếng làm ăn lại. Người chồng không nghe, đuổi vợ về. Sau đó người ta thấy anh ta cứ lẩn quẩn ở khu cây ra xà với bộ quần áo rách dưới tà tơi như hành khất đại bại. Lại có một cô gái nghiện xì ke tên hát, có chồng, ăn ở đã được ba mặt con. Mặc, cô bán cả gia sản, bò chồng, ẵm đứa con út lên khu tự do ở trong nhà mấy chủ chứa. Chồng đến tìm khuyên cô về, nhưng cô cự tuyệt. Lần thứ hai, anh chồng đến khuyên, cô vẫn không về. Tức giận, anh chồng ẵm con về với ý định đứa con bú sẽ thức tỉnh lương tâm người mẹ lần này cô hát có về nhưng ba ngày sau lại ăn cắp hai bộ quần áo của chồng và ấm con trở lại khu cây ra xà người chồng lại đến tìm sau khi dùng những lời ngay lẽ thiệt không có kết quả anh chồng dẫn vợ ra khỏi khu ở của bọn chủ chứa và đánh cho một trận tơi bời cô gái bị thương tích nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu sau khi lành bệnh cô bỏ luôn chồng con trở lại tá túc với bọn chủ chứa Lúc cô còn tiền, đến nhà nào bọn chủ chứa cũng lo cho ăn nở đàng hoàng. Khi hết tiền, chúng tống ra vỉa hè. Thân gái trôi nổi, cô phải bán mình nuôi miệng và mua thuốc trích. Và ai có thể không bút lòng khi nghe chuyện cặp vợ chồng ở trọ tại nhà bếp của chủ chứa, trí Tài X. Cả hai đều ghiền trì kê, lúc đó người vợ lại đang mang thai. Khi sanh con ra đến cự đứa con bú, người mẹ chưa vô gì kê, đứa con không chịu bú. Đứa nhỏ đã ghiền từ lúc còn nằm trong bụng mẹ. Ở khu tự do không chỉ có những động xì ke Mà còn có nhiều sòng bạc tài xỉu Cỡ lớn do những tên Như Lâm Quốc Quy, Diệp Bĩnh C Hát Quẩy S, Xá Xì C Làm chủ Chúng đánh ăn tiền, vàng, xe Và cả máy may, vô tuyến truyền hình Đây là món lợi mà bọn chủ chứa Thu vào nhiều gấp mấy lần So với việc bán trích xì ke Bà con trong vùng thường xuyên nhìn thấy cảnh Các con bạc từ nơi khác đến Lúc đầu ăn mặc sang trọng, vàng đeo đầy người Xe cộ láng cóng sau một buổi ngồi xong ra, ai cũng sạch nhách, thậm chí có kẻ còn mặc chiếc áo thun lót và cái quần đùi. Có người ở gần đó thua quá, sợ vợ chửi, cố tìm cách gỡ. liền về nhà vác cả con heo, đem đi cầm, lấy tiền đánh tiếp. Nhưng rồi xe mất, tiền mất, vàng mất, heo mất, và vợ bỏ nhà đi mà không thể nói lời từ biệt. Cũng như các tệ nạn xã hội ở hai khu vực sát nhau như đã nói trên, sao một nơi lại bị chặn đứng, còn một nơi vẫn cứ tiếp diễn, thiết tượng cũng cần có một lời giải đáp. Một trong nhiều vấn đề. Phân tích bất cứ một hiện tượng nào cũng cần đề cập đến hai mặt khách quan và chủ quan của nó. Quả tình có đặt chân đến khu cây ra xà, nhìn tận mắt cái thế đất, thế nhà mới hiểu vì sao bọn kinh doanh tội ác này vẫn lén nút tồn tại được. Nhà cửa đan nhau chẳng chịt giữa các ngõ, ngõ ra xa lộ đại hàn, ngõ ra bến dây miền Tây, ngõ về miệt bà hom, đức hòa. Phần lớn nhà được thiết kế đặc biệt ăn thông nhau, chỉ cần mấy phút sau là mọi thứ đều được tàu tán, chẳng còn một vật gì đáng được gọi là tăng vật trong nhà. Chúng được tuần sang các nhà khác bằng hàng chục loại cửa quái gở trên trời dưới đất. Bên cạnh đó bọn chủ chứa còn tổ chức một mạng lưới canh phòng khá chặt chẽ trên các ngã dẫn vào xào huyệt của chúng. Một người lạ mặt xuất hiện trong khu vực sẽ không qua được cặp mắt của đứa bé 10 tuổi đang bắn bi hoặc người sửa xe bán thuốc lái. Danh mà hơn, bọn chủ chứa còn lập ra một bộ phận chuyên làm công tác đối nội đối ngoại do anh em tên Diệp Vĩnh C và Diệp Vĩnh L phụ trách. Về đối nội, bọn CL có quyền thu mỗi động một khoản tiền nhất định mà chúng đánh giá theo mức kinh doanh để chi phí cho các dịch vụ bảo vệ an toàn khu vực. Về đối ngoại, chúng chọn 20 hộ nhà nghèo, chủ yếu là độc thân già cả sống trong khu làm ăn của chúng. Mỗi ngày hai lần chúng phát cho mỗi hộ 5 đồng. Ngoài ra khi hộ nào có đám tang, chúng đến bố thí cho 300 đến 500 đồng hoặc gửi qua đến chia buồn. Những biện pháp tế nhị ấy và chỉ tốn một khoản tiền không đáng kể, chúng đã bịt miệng những hộ xung quanh, khiến họ hoặc là lặng yên, hoặc trở thành tay chân cho chúng. Phần khách quan là vậy, còn phần chủ quan của các cơ quan trực tiếp có trách nhiệm trong việc bài trừ các tệ nạn xã hội ở đây thì sao? Khỏi phải kể những lời khai báo của những kẻ tội phạm như Sì Vĩnh Pê, hiện đang nằm trong trại giam chỉ nên một vài lời của những người dân lương thiện. Công an quan hệ với chủ chứa mật thiết hơn đối với bà con lao động bình thường trong khoảng 10 người dân có nghề nghiệp chính đáng và một số cán bộ công tác tại xã Bình Trị Đông mà chúng tôi có dịp gặp gỡ, tất cả đều tỏ hít than phiền và cho rằng công an xã Bình Trị Đông đã nhơn tay làm phước cho các tệ nạn ở khu cây gia xà sống còn. Nếu lược lại lịch sử của công an xã Bình Trị Đông thì những ý kiến trên quả không phải là quá đáng. Anh Phạm Thành C, đảng viên, được tri bộ phân công làm trưởng công an xã chưa được một năm, thì dính líu đến một vụ án tiền nong. Sẽ thấy tính chất chưa nghiêm trọng, C được chuyển qua làm xã đội trưởng Công tác được 5 tháng, cấp ủy nhận được nhiều tin phản ánh xây quan hệ với bọn chủ chứa ở cây gia xà. Chi bộ và xã đội họp đặt vấn đề C thành mình chối cãi. Thời gian sau, C lộ rõ mối quan hệ và đối tượng ọ ẹ e với cô T, một kẻ nghiện xì kê. Mà dù lúc đó C đã có một vợ, ba con. Bằng chứng rõ ràng C bị cách chức và khai trừ khỏi đảng. Tưởng đã thức tỉnh nhưng C không quay về với vợ con. Lại cùng cô T cất một cái tròi nhỏ ở khu tự do, ăn ở công khai. Và sau đó cả hai kinh doanh á phiện ngày mùng 7 tháng 6 năm 83, đôi vợ chồng phải ôm gói vào tù. Lương Văn En khi về nhận nhiệm vụ phó công an xã chỉ có chiếc xe đạp cót kết. Được một thời gian, En có Honda, đeo cà rá, dây chuyền và cất lại nhà cho mẹ vợ ở Lê Minh Xuân. Theo lời mẹ vợ anh L, số vật tư do En đã mua tốn hết 300.000 đồng, nhưng cần thêm 200.000 nữa thì căn nhà mới khang trang bề thế. Biết En quan hệ có nhiều vấn đề với bọn chủ chứa ở cây ra xà, nhất là với tên Diệp Vĩnh Xê, kẻ phụ trách đối ngoại của bọn chủ chứa. Cấp ủy đang đặt vấn đề làm rõ thì En lại phạm tội ăn hối lộ. Tháng 4 năm 84, En được đưa vào khám trí hòa. Một cán bộ công tác xã còn kể cho chúng tôi nghe thêm một câu chuyện. Đầu năm 1983, khi Khánh Thành trụ sở Ủy ban Nhân dân xã mới xây, Ủy ban có làm một bữa tiệc để chiêu đãi những người có công trong công trình. Lúc nhập tiệc, đồng chí Bí Thư Chi Bộ bỗng phát hiện bốn tên chủ chứa xì ke cờ bạc ở khu cây gia sàng ngồi ăn uống với cán bộ các ngành. Đồng chí Bí Thư Chi Bộ rất khó chịu, hỏi chủ tịch bộ trưởng công an xã là ai mời. Chủ tịch xã trả lời, giấy mời tôi ký, còn ai mời tôi không biết. Nhưng cả hai đồng chí này đều nói với đồng chí Bí Thư Chi Bộ là bốn tên chủ chứa có đóng góp 2.000 đồng để làm tiệc cũng theo lời phát biểu của đồng chí cán bộ này không hiểu tại sao cứ mỗi lần huyện hay thành phố mở cuộc truy quét bọn chủ chứa đều biết trước thậm chí đồng chí hoàng cầu phó công an huyện bình chánh đã phải thốt lên hai năm nay trong việc tập trung chỉ đạo làm chuyển hóa địa bàn cây ra xà cả chục lần huyện tổ chức truy quét nhưng lần nào cũng chỉ thu được vài ống trích và mấy kẻ ghiền chậm chân còn bọn chủ chứa thì chúng biến đâu phải chăng lời than đó là một sự xác nhận mấy ý kiến của cán bộ và bà con kể trên về tình hình của công an xã Bình Trị Đông trong thời gian qua và đó mới chỉ là một trong nhiều vấn đề được đề cập tới. Điều mong muốn hai đợt truy quét của lực lượng công an phối hợp với trường giáo dục lao động công nông nghiệp Bình triệu vào khu cây ra xà đối với bà con trong vùng như một trận mưa to giữa mùa hè oi bức làm mát lòng mát dạ mọi người. Trước và sau đợt truy quét, các cơ quan chức năng của công an thành phố đều nhận được thư tố cáo và trình bày tình hình của bà con ở vùng này. Và trong những ngày tổ chức kiểm tra, nhiều quân chúng tích cực đã hăng hái dẫn từng nhóm công tác đột kích vào các hang ngổ của bọn chủ chứa. Đặc biệt có hai gia đình ở ấp 4 đã dẫn con đến phòng cảnh sát hình sự gửi đi cai nghiện. Trong cuộc họp kỳ 1, Hội đồng Nhân dân khóa 4 phường 7 quận 6 đề nghị công an thành phố tiếp tục tổ chức những cuộc truy quét mạnh mẽ như vậy. Ngày 13 tháng 6 năm 84, khi đội công tác đưa những tên chủ chứa ra kiềm điểm trước quần chúng, đông đảo bà con trong số khoảng 700 người có mặt, kể cả những người nghiện đã cải tạo tốt, đứng lên vạch trần những tác hại nghiêm trọng của tệ nghiện ngập và căm phẫn lên án những kẻ vì tiền đã không chừa bất kỳ thủ đoạn nào để đầu độc quần chúng, nhất là tầng lớp thanh niên. Đã đến lúc mà mọi người đều không thể không lên án bọn người bất lương ấy Tuy nhiên bên cạnh khí thế đáng mừng đó, tình hình ở khu cây ra xà vẫn còn nhiều chuyện cần làm. Nhiều tay chủ chứa có máu mặt lọt lưới như Lâm Quốc Quy, Châu Diều Quy vẫn còn mưu tính với bọn tay em tiếp tục làm ăn. Trong đó có nhiều tên cầm kim ở độ tuổi thiếu niên, theo danh sách của công an xã báo cáo cho cấp ủy Bình Trị Đông. Tháng 6 năm 84, còn 18 chủ chứa lọt lưới. Chúng di tàn chiến thuật ra các vùng lân cận như ở ấp 5, khu phố 5 An Lạc, trường đua Phú Thọ, bệnh viện trợ Dẫy, quận Thân Bình, còn tại chỗ chúng tản ra các lùm cây, gò mạ, bụi tre, quán cà phê. Trước đây mỗi cc giá 10 đồng, chúng đã nâng lên 15 đồng, 20 đồng, 25 đồng. Mặt khác khu cây ra xà không chỉ có xì ke mà còn có những sòng bạc có cỡ. Bà con ở xã Bình Trị Đông mong muốn chính quyền tiếp tục bài trừ tận gốc triệt để những tên chủ chứa, còn sống ngoài vòng pháp luật, để cho tệ nạn ở vùng đất này rũ xuống như cây ra xà đã chết cách đây 22 năm, để cho cái tên Bình Trị Đông trở lại hiền hòa. Ngày trở lại Thời gian thường là yếu tố cần thiết để chứng minh cho sự thành bại của một công việc hay một con người. Sau 3 năm rưỡi chờ đợi, kể từ ngày theo chân các tổ công tác giữa mùa hạ năm 1984, đầu tháng 10 năm 1987, chúng tôi trở lại xã Bình Trị Đông với tâm tư mong muốn nhìn thấy những đổi thay tốt đẹp ở khu cây gia xà. Vùng đất này cũng không có biến đổi gì lớn, trong 6 ấp của xã, ấp 4 gồm 3 khu phố. Khu phố 4, khu cây thị, khu ấp 4 bùng trắng vẫn là nơi có mật độ dân cư đông đúc nhất với 203 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu. Riêng khu phố 4 chủ yếu là khu tự do, có 80% nhân khẩu là người nùng. Điều chúng tôi ghi nhận đầu tiên là số chủ chứa là những kẻ nghiện ngập bị bắt trong hai đợt truy quét năm 84, hầu hết đã được tha về. Trong đó có những người từng nổi danh như Nguyễn Thị Tê, vợ Vòng Ư, Võng S, do một thời gian dài sống với nghề buôn mây bán khói và làm các dịch vụ cho cái nghề này, nên phần lớn các hộ trong khu tự do bị hụt cẳng. Một số người lên Long Khánh làm giấy, số còn lại buôn bán nhỏ, làm bánh bò. Có một số cơ sở sản xuất được hình thành như làm ruột xe đạp, bút bi, nấu cồn, làm giấy. Nhưng mặt hoạt động cũng như giá trị kinh tế thì vẫn còn hạn chế. Những gương mặt đen Dẫu sao sống được bằng một cái nghề lương thiện cũng là điều đáng khuyến khích. Tuy nhiên song song với những chuyển biến tích cực đó, chúng tôi nhận thấy ở Phù Dung cũng còn lờn vờn trong khu cây ra xà. Theo lời bà con địa phương mà qua xác minh, chúng tôi thấy khớp với thực tế. Trong số đông chủ chứa đang tìm nghề lương tiền để sống, có một số người đang hoạt động phạm pháp trở lại với những mánh khóe tinh vi hơn. Có hộ bán thuốc và trích tại nhà như là Trịnh Nai, tự tài C, hộ Trần Thọ En, lại thêm tên chú T ở khu phố 5 thị trấn An Lạc, địa bàn giáp danh, đem thuốc sang bán bật trích. Những người nghiện ngập được tha về nay vẫn hút trích trở lại như là Phù Ôn Hát, Phùng Như L, Trần Lập P, Hoàng X Lộc Công Mở. Theo báo cáo của Công an xã Bình Trị Đông, tháng 4 năm 85, Công an xã bắt được một vụ hút xì ke, năm 86 bắt được 3 vụ, 8 tháng đầu năm 87 bắt được 6 vụ. Dĩ nhiên số vụ này công an phát hiện được, vậy còn bao nhiêu vụ lọt qua tầm mắt chính quyền? Số liệu này cho thấy tình hình buôn bán và hút trích xì ke ở cây gia sàng ngày càng nhiều trở lại và những gương mặt đen kể trên có lẽ chưa đủ đô với thời gian cải tạo vừa qua. Đây là một nguy cơ nếu không kịp thời chặn đứng. Trước tình hình đó, câu hỏi cũ lại được đặt ra. Phải chăng chính quyền xã Bình Trị Đông lại một lần nữa đã nhơn tay làm phước cho các tệ nạn ở khu cây gia xà sống lại? Đi đôi với câu hỏi đó, nhiều người dân đã tỏ ý nghi ngờ về thái độ làm việc của công an, nhất là công an đường phố phụ trách khu phố 4. Qua điều tra của chúng tôi, Cội rễ của vấn đề giúp tệ nạn ở khu cây ra xả thái diễn chính là cấp ủy địa phương chưa có chủ trương sát hợp, kịp thời giải quyết các vấn đề đời sống xã hội. Cho đến nay đã 12 năm giải phóng, nhưng trên mảnh đất của khu phố 4 vẫn chưa có một đoàn thể nào hoạt động được, thậm chí cán bộ địa phương phải dùng từ vùng trắng để chỉ khu phố này. Chi hội phụ nữ năm 84 thành lập thì một năm sau xóa tên, đoàn thanh niên không chọn được ai để bồi dưỡng kết nạp, đội dân phòng hoạt động với phần lớn nhân lực bị cưỡng chế. Về phần công an, điểm yếu quan trọng là do khâu bố trí nhân sự, cán bộ chỉ huy và cả chiến sĩ công an qua từng thời kỳ thường ở hai dạng hoặc thiếu phẩm chất đạo đức hoặc yếu về năng lực nghiệp vụ vì vậy đã có khoảng 10 đời trưởng công an xã bị thay đổi người ở vị trí lâu nhất có lẽ là trung úy nguyễn quang thán về nhận nhiệm vụ đầu năm 85 phó công an xã hiện nay công an đường phố phụ trách địa bàn khu phố 4 cũng trong tình trạng tương tự có người làm việc chưa được 3 tháng đã bị điều đi chính sự biến động thường xuyên này làm công an xã không theo kịp tình hình có lúc địa bàn bị bỏ trống nhiều ngày như hôm chúng tôi đến thì công an đường phố lê quang anh vừa được huyện điều đi học sau 3 tháng nhận địa bàn với một nơi mà hoạt động tệ nạn xã hội đã trở thành căn bệnh trầm kha như khu cây ra già thì yếu tố này cũng đã góp phần cho nó yên tâm làm ăn theo chúng tôi biết ngày mùng năm tháng 10 năm 87, đảng ủy xã bình trị đông có tổ chức một cuộc họp nhằm giải quyết tình hình đời sống xã hội ở khu phố 4. trong đó đặc biệt chú ý đến những vấn đề như là củng cố lực lượng an ninh cơ sở đẩy mạnh công tác giữ gìn trật tự an ninh củng cố các tổ chức đoàn thể cơ sở giải quyết nước sử dụng vệ sinh công cộng xây dựng nhà ở mới sửa chữa nhà xuống cấp quy hoạch nghề phụ chăm lo công an việc làm cho số người vừa cải tạo về đây là những chủ trương đúng và rất đúng phù hợp với tình hình ở khu phố 4 hiện nay nhưng chúng tôi thấy có những việc không chỉ chính quyền xã bình trị đông mà thực hiện được cần có sự yểm trợ tích cực mạnh mẽ ít ra là từ cấp huyện 3 năm rưỡi qua đã là một thực tế để chứng minh có những việc xã không vượt qua được những cản ngại ở khu phố 4 như tình hình trật tự an ninh vừa nêu, hoạt động của lực lượng công an, an ninh cơ sở vẫn chưa có dấu hiệu nào khá hơn so với thời gian trước, những ngày xảy ra hai đợt truy quét. Lại một lần nữa, những người dân lương thiện sống xung quanh khu vực này và ngay cả những chủ chứa đã hoàn lương, những người vừa thoát khỏi cảnh nghiện ngập sống trong khu tự do, mong muốn chính quyền nên quan tâm hơn nữa đến tình hình đang diễn ra tại đây. Trước mắt nên bài trừ triệt đề những kẻ cố tình đưa thuốc độc trở về khu vực này. Cây ra xà, tôi là người khách phương xa, đã hai lần đến, hai lần đi, nhưng cuộc chết anh lần nào cũng mang theo nhiều nỗi phân vân Không hiểu ngày mai Cái tên này sẽ được người dân thành phố nhắc đến Với ý nghĩ lành hay dữ Phóng sự ghi chép của tác giả Trần Tử Văn Đã kết thúc Tuy nhiên thì Đình Duy cũng muốn gửi tới quý vị khán giả à, Cũng một ghi chép Về à, cái địa danh cây ra xà Mới nhất để cho quý vị khán giả Có thể hình dung thêm Về à, cái nơi mà một thời Được coi là khét tiếng này năm 2018, chợ cây ra xà cũ bị dẹp, một chợ mới được xây dựng. Nhiều gia đình ở vùng đất giữ đừng mời về đây buôn bán để giải quyết công an việc làm. Hàng chục cuộc bố giáp từ công an và nỗ lực trình trang lại đô thị của chính quyền thành phố đã đẩy lùi các điểm đen ma túy tại khu chợ cây ra xà. Chợ cây ra xà trước kia nằm ở cửa ngõ phía tây thành phố Hồ Chí Minh. Nay là giao lộ bà Hom An Dương Vương, quận 6, Ông Trịnh Chí Phước, 73 tuổi, đang là chủ sự miếu cây gia xà, một trong số ít người hiếm hoi từng chứng kiến sự thăng trầm nơi đây cho biết. Sơ khai hai bên đường có rất nhiều cánh đồng rộng lớn, dân ở đây rất ít, sống trong nhà tranh vách nứa, làm thuê bốc vác, chạy ba gác. Dân khổ đến mức nhà này nấu ăn phải chạy qua nhà xóm mượn đỡ trước nồi que diêm. Năm 1955, nhiều tay anh ở khu chợ lớn và giang hồ Đồng Nai kéo về đây sinh sống. Người dân ở đây hệ nói tới đàn em của A Hào, vò Nga Chảy, vò Nga Sáng cũng khiếp sợ, bởi họ là những đầu nợ buôn bán thuốc phiện tiếng tăm. Những ông trùm lấy thuốc phiện từ bên Lào do các đầu mối cung cấp lại và biến khu chợ cây ra xà thành chợ khét tiếng vì thuốc phiện giá rẻ. Những ông trùm nơi đây đa số là người đồng bào. Lúc còn ở khu biên giới, họ đã trồng cây cần sa dùng hàng ngày. Vì vậy, khi bán ma túy ở chợ cây ra xà, họ chế biến thêm để tăng độ phê cho người nghiện. Rất nhiều binh lính của quân đội Sài Gòn sau khi đào ngũ được các ông trùm nơi đây thu nạp, nhất là băng nhóm của vò A Sáng. Thủ ấy vừa qua khỏi cầu Phú Lâm Cảnh người nghiện lách đi, ngồi bệt chia tay xin tiền người đi đường không phải là lạ. Không cho tiền có khi bị họ dí dao vào người. Cũng theo ông Phước, nhiều lần thuê xe ôm trở về nhà, nhưng ông không dám hỏi đến khu cây ra xà mà chỉ dặn lái xe là tới Phú Lâm, rồi chạy thêm 2-3 km nữa. Bà Trần Thị Kim Phụng 79 tuổi kể lại, những năm 60 và 62, một vài chợ ma túy ở Sài Gòn bỗng dưng đứt hàng, nhưng chợ cây ra xà vẫn còn cả kho, Lúc đó mấy đứa nhỏ tụi tôi được thuê đi mua ma túy giúp cho mấy người nghiện rồi được chia cho ít tiền. Bà Phụng cho hay, sau năm 75, khu này có sự thay đổi nhưng mà tệ nạn vẫn không giảm. Không ngày nào người dân ở đây không thấy cảnh chém nhau. Sau một thời gian dài, chính quyền nỗ lực giải bỏ tệ nạn nhưng không hiệu quả. Vì dân ở đây rất nghèo, thất nghiệp, dễ trở lại buôn bán ma túy. Họ xem đó là công việc duy nhất nuôi sống gia đình. Trong khi nhiều thanh niên, ngày bán vài cữ là đủ để kéo nhau đến khu đại thế giới quận 5 ăn chơi với kiểu nữ. Rồi thì nhiều tay đàn anh bị thanh toán, số dân nghiện bệnh nặng, nên chết sớm, dần dần mất đi những thủ lĩnh giang hồ. Bà Phụng nhớ lại những năm 2000, chính quyền bắt đầu có nhiều chiến dịch xóa sổ băng nhóm giang hồ. Trinh sát công an cắm chốt khắp nơi, cờ ngõ ra vào khu chợ. Dân ở xóm chiều chiều mang ghế ra ngã tư bảo hòm ngồi xem cảnh công an kiểm tra hành chính đối với người nghiện, người lạ ra vào chợ cây ra xà. Bà Phụng nói, các con hẻm to nhỏ, đâu đâu cũng có chốt dân phòng, khiến những tập đoàn ma túy phải truyền địa bàn tìm bãi đáp khác. Một vài người còn trụ lại nhưng mà buôn bán lén lút. Ma túy dần dần giảm bớt, Cùng thời điểm này, chính quyền thành phố bắt đầu tiến hành cuộc đại phẫu đô thị, giải tỏa nhiều căn nhà, xóa bỏ chợ cây ra xà và xây chợ cây ra xà mới tại đường số 6 quận Bình Tân. Sau đó nhiều gia đình ở vùng đất giữ được mời về đây kinh doanh để giải quyết công an việc làm. Mới đây, để danh cây ra xà lại được nhắc tới bởi vụ án xì sì Vĩnh Sáng với biệt danh Hùm Sán cây ra xà, cùng đàn em sông vào bệnh viện quốc ánh quận Bình Tân vào tháng 6 năm 2016. Nhưng ngã giang hồ cụm cán này cũng phải đối mặt với án phạt 8 năm tù. Công an phường Bình trị Đông quận Tân Bình nhận định từ năm 2015 đến nay số vụ phạm pháp hình sự nơi đây giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn trên 50 hộ nghèo, cận nghèo đối với những người nghiện, chính quyền đưa đến các trung tâm cai nghiện tập trung. Ông Bảy Kim Hoa 85 tuổi sống lâu năm ở khu chợ cây ra xà cho biết chợ ma túy không còn nữa. Thay vào đó nơi đây người dân gọi là chợ bánh tiêu. Tính sơ sơ có hơn 25 gia đình làm nghề này bán xỉ cho các đồ mối khác. Vùng đất giữ chỉ là quá khứ Chứ bây giờ dân sống hiền hòa chịu khó lắm Bà con ở đây trí thú làm ăn Và khó tìm ra được người nghiện Ông Hoa nói Hết Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng đình Duy theo dõi những ghi chép rất hay về khu cây da xà Một nơi mà bản thân đình Duy cũng phải được đọc thì mới biết được Và không biết là quý vị các đánh giả nào ở Sài Gòn thì có ấn tượng gì Với cái tên cây da xà hay không à, rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị của các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc